Tối qua, một đường ống dẫn khí tự nhiên đã phát nổ ở bang Illinois, miền trung tây nước Mỹ và gây lửa cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc cao hơn chục mét và có thể được nhìn thấy từ xa. Người dân đã được sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm do lửa cháy quá to và gió mạnh. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hỏa, ngọn lửa hiện đã được kiểm soát và rất may không có thương vong. Giả thiết ban đầu là do người ta đã đào hố quá sâu làm chạm vào đường ống dẫn ga. Cũng tại Mỹ, một người đàn ông mang theo súng lục đã bắt giữ hai phụ nữ và một người đàn ông làm con tin tại một ngân hàng nơi họ làm việc ở bang Louisiana, miền nam nước này. Sau nhiều giờ đàm phán bế tắc, nhân viên cảnh sát đã thương thuyết để tay súng bình tĩnh và không làm hại các con tin. Được biết, người này là nhân viên của một cửa hàng dịch vụ tiện ích trong vùng. Hôm qua, tại khu vực miền Nam Thái Lan đã xảy ra một vụ đánh bom khiến một cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết, hung thủ đã kích hoạt quả bom được giấu trong thùng sắt đặt bên lề đường khi một nhóm cảnh sát đi qua. Từ năm 2004 đến nay, bạo lực bùng phát đã làm gần 6.000 người thiệt mạng ở miền Nam Thái Lan, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống.